ăn cơm. Thầy cảm ơn con, nhưng mà ai hôm nay sao cái gì là lạ, xong mẹ đi thì mẹ biết. Phải thôi, thế chưa giờ em về em cũng no mất, em không ăn cơm luôn, em chờ đến giờ để em đi. Xúc động quá. Dạ, dạ. Mẹ mẹ quá xúc động bởi vì là vâng ạ. Lần đầu tiên con nói ôm mẹ, con yêu dạ. mẹ lắm. Thật ra là đúng là như vậy. Dạ. Cái cần tình yêu các cháu nói, cái tình yêu nó quan trọng. Dạ. Bây giờ có cháu nói là em không nghĩ là có tình yêu tồn tại trên thế giới, có xót xa. Dạ. Cháu nói vậy. Bây giờ em dạ. có em nói như vậy. Cháu là cháu trai nhưng mà nói chung thì cũng gần với mẹ, nhưng mà chỉ có lần đợt tí thôi chứ không có ôm và nói. Chưa bao giờ gì nói. Chỉ có một ngày là con có quà tặng mẹ nhưng không có hoa không gì hết. Con chỉ thơm mẹ nhưng không nói. Đó một lần nói con yêu mẹ, và lần này lần thứ hai, nhưng mà lần này em xúc động từ trưa giờ là mấy tiếng đồng hồ ấy. Mà không ăn được. Em nó cứ lăn lăn trong người á. Xong em chờ giờ để em đi ạ. À. Hạnh phúc quá một lần. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Hạnh phúc quá luôn. Dạ. Em thì không biết em mang chương trình về, nhưng mà có cô đó dạy sinh cho cháu. Cô Nga. Cô Nga em cũng biết. Cô Nga, cô Huyền, các dạ. cô đây, cô Ngọc, các cô đây là tấm huyết mang chương trình này. Dạ. Đấy, dứt khoát là theo mẹ, để mẹ đi. Dạ. Thấy con thay đổi là mẹ dứt khoát là mẹ đi. Trước đó thì cũng có nói mẹ gợi ý với mẹ rồi. Dạ cô Nga ơi, mẹ về dạ, lân lân coi dạ, như không ngủ dạ, được cô Nga nha. Xúc động quá là chưa nay không ăn luôn. Nhà ở chỗ Ivan cô là cũng chỉ nhà cho mẹ. Cô mời con đi trình trình này nhà. Ai đó, chị đó con? Chị Huế nhớ nhớ chị Huế chưa? Dạ rồi rồi. Xong rồi về thì mẹ cứ đi đi. Đi mà không chia sẻ gì hết. Cứ sáng này đi một mình là mẹ tưởng chiều này đi với mẹ. Yeah. Về này đăng ký trong máy mẹ rồi. Cô bạn nói mẹ đừng gọi điện, nhắn đi luôn. Xong rồi, thế cô ok rồi đó, là trong máy mẹ. Nó thôi để mẹ đi rồi, cứ nghĩ là đi, để con nó vui. Cứ lại mình cũng cần học hỏi gì đó. Xong thì để hôm đó đi. Thì là tưởng ngày hôm qua, xong cái phóng, con đang đi chủ nhật cơ. Sáng nay, mẹ ơi con đổ, cho tiền đổ xăng rồi con đi. Không nói đi đâu nha, cháu. Chưa đi về thì ăn cơm muộn lắm, chờ mẹ về. Đang cứ ngồi bấm cười, bấm điện thoại. Tự nhiên ngồi gần mẹ cái lần đầu tiên ôm như vậy, mẹ ơi con yêu mẹ. Xong nữa ôi mẹ xúc động lắm, mẹ khóc luôn. Không thấy có cái gì lạ. Chiều mẹ đi rồi mẹ biết. Chiều này con đi với mẹ không? Bí mật. Không đi. Chiều này em cho đi. Chương trình này là của